Xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong 30 ngày thiền thử thách vừa qua. Thực sự là mình rất là vui bởi vì các bạn đã ủng hộ cũng như đã hết mình tham gia vào thử thách 30 ngày này. Mình hy vọng là các bạn đã thực hành những bước đầu tiên về thiền, hoặc đơn giản chỉ là biết thêm một chút về thiền thôi. Cũng không biết nói gì hơn là chúc mọi người càng ngày càng hạnh phúc trong cuộc sống, cũng như là luôn dành cho bản thân mình một khoảng thời gian trong ngày để tìm sự tĩnh tâm, để cũng như là để tìm sự yên bình trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những thử thách lần sau. Chào tạm biệt. Để chuẩn bị, các bạn ngồi trong tư thế thoải mái nhất. Hãy cảm nhận cơ thể của bạn với không gian xung quanh, môi trường xung quanh. Cảm nhận cơ thể, hai chân, đùi, mông trên mặt phẳng. Cảm nhận hai tay trên hai chân. Và cảm nhận hơi thở. Hít vào. Thở ra. Hít vào, thở ra. Và từ từ chúng ta nhắm mắt lại và quay trở về với hơi thở tự nhiên của chúng ta. Các bạn nhớ là để dễ dàng quan sát hơi thở nhất, chúng ta nên tập trung vào một vùng nhất định, xung quanh mũi, trên mũi, dưới mũi hoặc trong vành mũi, để chúng ta dễ nhìn thấy và dễ cảm nhận thấy hơi thở vào và hơi thở ra, sự chạm của hơi thở lên các vùng da mà chúng ta quan sát. Chúng ta lại dành một khoảng thời gian rất ngắn để chúng ta quan sát cơ thể từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.
Lưu ý là cả khi quan sát hơi thở và cũng như là quan sát cơ thể, chúng ta không đánh giá, không nhận xét và không cần phải suy nghĩ gì quá phức tạp. Chúng ta chỉ quan sát, chỉ nhận thức được. Sau đó chúng ta tiếp tục. Đối với hơi thở thì chúng ta quay trở về với hơi thở của chúng ta. Đối với quan sát cơ thể thì chúng ta cứ lướt qua các bộ phận và quan sát từng bộ phận một. Sau đó chúng ta cứ tiếp tục và không cần dừng lại quá lâu, không bị cuốn theo những đau nhức tê cứng. Hôm nay chúng ta lại dành một khoảng thời gian rất ngắn để cho tâm trí của chúng ta được phép thoải mái bay nhảy, được phép muốn nghĩ gì nó nghĩ mà chúng ta không cần kiểm soát nó. Sau đó chúng ta từ từ quay trở về với hơi thở của chúng ta, quay trở về với cơ thể của chúng ta. Hãy cảm nhận cơ thể của chúng ta với môi trường và không gian xung quanh. Hãy cảm nhận đùi, mông, chân trên mặt đất, trên mặt phẳng. Hãy cảm nhận hai tay trên hai chân và khi mà bạn đã sẵn sàng thì chúng ta mở mắt ra. Còn bây giờ
Thì xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào ngày mai.